Xin chào anh em, trên tay tôi đang là chiếc đồng hồ Carnival mặt cong mới về. Đây là chiếc đồng hồ có thể nói là một tác phẩm, một tuyệt phẩm, bởi vì nó là hàng mặt cong. Nhiều người rất thích đeo mặt cong nhưng ngại vì nó hay bị xước. Nhưng mà cái hãng Carnival họ ra cái hàng này thì không bị xước các bạn nhé. Thôi sau đây mình sẽ thử cái mặt kính cho bạn xem. Đây, nhìn cái giọt nước nó chảy trên mặt đã nhìn đã thấy phê rồi ạ. Và mặt này nó có rất là nhiều màu, nó có ở viền nó là màu đậm, còn ở giữa nó là màu nhạt, cho chúng ta có màu sắc rất là lấp lánh. Khi mà đeo trên tay cái đồng hồ này thì thực sự là phải nói là rất là đẹp. Đây ạ. Đây là phiên bản dây kim loại các bạn nhé. Phiên bản dây kim loại. Còn bên này là phiên bản dây da. Đây là phiên bản dây da các bạn nhé. Thì dây da được mua nhiều hơn vì dây nó so với mặt thì nó nổi bật hơn rất là nhiều. Đây ạ. Các bạn có thể nhìn thấy. Phải nói là tuyệt tác, một siêu phẩm. Ở đằng sau thì nó là máy Miyota các bạn nhé. Miyota Japan. Đây, bóc này ra thì nó là Miyota Japan. Đây ạ. Máy Japan nên là cho độ bền rất là cao, nên các bạn không hoàn toàn yên tâm. Máy này thì dùng năng lượng cơ, tức là cứ đeo trên tay là nó chạy, không cần phải thay pin. Thì cái đồng hồ này nó chạy tự động trên tay các bạn nhé. Bạn nào mà thích hai cái mẫu này thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại, địa chỉ bên mình ship hàng cho các bạn xem nhé. Xem xong đúng như video quảng cáo mới phải thanh toán. Nhìn rất là đẹp ạ. Đó, siêu phẩm luôn. Kim thì cho chúng ta liên tưởng là những chiếc khiêng của Ấn Độ, những cái khiêng mà trong thời chiến tranh ạ. Đấy, núm chỉnh giờ rất là đẹp. Dây da xịn rồi này. Đó. Các bạn thích thì các bạn hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Bên mình sẽ vận chuyển cho các bạn xem nhé. Xem xong đúng như video quảng cáo thì các bạn thanh toán nhé. Ngoài ra là còn rất là nhiều màu sắc nữa, như màu navy, màu forest, màu black, màu gray các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem.